Xin chào các bác ạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên video để giới thiệu với các bác những sản phẩm của nhà em nhé. Và như hôm nay trên hình các bác nhìn thấy là có hai dao, lưỡi dao ạ. Với hai cây dao này thì được làm từ hai chất liệu khác nhau. Cây dao chân tay em đang cầm đây là dao được làm từ ốp không gỉ. Ốp không gỉ và vân đồng. Cán của nó là cán sừng trâu nha các bác. Điểm những chốt đồng này ạ. Với em ốp không gỉ này thì nó ưu điểm của nó là nó các bác đem đi dùng là nó không bị gỉ, dễ bảo quản hơn. Và em xin đo tổng thể cây dao em đang cầm trên tay. Tổng thể là cả cán và lưỡi là hơn 25 cm một tí ạ. Lưỡi bén là 14 cm nha các bác. Rộng là 3 cm ạ. Dày sống 5 ly mỏng dần về mũi. Chuôi sừng. Vỏ ốp không rỉ nha các bác. Cây dao này các bác dùng thái cắt gọt đều được ạ. Với dao thì em làm thì mỗi cây lên nó sẽ lên một cái hình dáng và kích thước khác nhau, nó không cố định thêm một dáng hay là một kích thước hay là mẫu cụ thể. Thì em làm nó thủ công thì nó sẽ lên, nó sẽ có sự chơi dịch chứ không phải cây nào cũng như cây nào nha các bác. Và sản phẩm thứ hai em muốn giới thiệu với các bác đây ạ. Dao là dao thép lớp kẹp vân đồng nha các bác. Chuôi là chuôi nu kháo khâu đồng gõ tích tua ạ. Hàng nhà em thì có bảo hành này, các bác cứ yên tâm khi mua hàng. Bảo hành khi dùng ạ. Với sản phẩm em đang giới thiệu đây là các bác thích hợp với việc đem đi câu nha các bác. Dao các bác dùng để thái, gọt và băm nhị được ạ. Em xin đo kích thước cụ thể của cây dao trên hình. Dài là 17 cm. Lưỡi bén là 16 cm nha các bác. Rộng là 4,4 cm. Dày sống hơn 5 ly mỏng dần về mũi. Tổng thể là 28 cm ạ. Với cây dao này đem đi câu là rất là hợp lý. Các bác thái được, băm nhị được. Số điện thoại ra Zalo của nhà em là 0982 555 132. Các bác quan tâm đến sản phẩm nào của nhà em thì liên hệ qua Zalo nhé. Em sẽ tư vấn cho các bác ạ, và các bác sẽ nhận được những sản phẩm đúng như ý muốn của mình nhé. Còn với hai sản phẩm trên hình đây thì em giới thiệu cho các bác xem. Còn hàng thì hàng là đã có khách chốt rồi nên là em sẽ không báo giá nhé. Hai cây này là em làm trả khách. Các bác nào muốn đặt hàng với những cây tương tự thì liên hệ qua Zalo, em sẽ tư vấn và làm cho các bác ạ. Em xin quay lại hai tổng thể hai cây dao này một lượt để cho các bác xem nhé. Dao thép lớp kẹp với vân đồng. Dao rất là đẹp nha các bác. Các bác xem video thì nhấn chuông đăng ký kênh, ủng hộ kênh của nhà em ạ. Và sẽ nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Hai cây hôm nay em giới thiệu là một cây là vân đồng và một cây là ốp không gỉ.
video giới thiệu về hai sản phẩm của nhà em lên đây là hết. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video ạ. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.